mua xe tại thời điểm nào là tốt nhất. Thì clip này em sẽ giải thích cho anh chị về cái phần là thời gian nào mua xe là tốt nhất nha anh chị. Và chiếc em đang quay đây đó chính là MZS 5 chỗ gầm cao nhập Thái phiên bản cao cấp, đang được giảm sâu nhất kể từ khi thương hiệu ra mắt luôn nha anh chị. Và thường các cái thời điểm mà hết tháng 12 này, các xe mà lắp ráp trong nước sẽ giảm đi cái chương trình là 50%. Do đó cái mẫu xe nhập Thái từ bên em cũng sẽ rút lại chương trình để có cân bằng với thị trường nha anh chị. Cho nên tháng 12 khi anh chị mua xe đang đạt cái khuyến mãi gọi là tốt nhất và đang được giảm tới là 100% lệ phí trước bạ, mặc dù là xe nhập khẩu, bảo hiểm hay phụ kiện tụi em đều có tặng theo kèm đầy đủ. Ngoài ra thì anh chị còn được khuyến mãi thêm về gói tài chính đó nha anh chị. Cho nên mức trả trước của anh chị rất là thấp, chỉ trả từ 30 cho tới 77 triệu thôi là khu vực tỉnh anh chị có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này rồi. Và đặc biệt hơn á là ở thành phố chỉ trả trước chỉ từ cỡ khoảng là 93 triệu thôi. Anh chị không cần phải chứng minh thu nhập, cũng như là 77 triệu không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần có là căn cước công dân và số điện thoại thôi. Thì bên em đã ra thông báo cho vay trong vòng 5 phút rồi nha anh chị. Và cái thời điểm mà mua xe anh chị mua vào tháng 12 này á, thì xe các phiên bản cũng như là màu sắc tụi em có đủ hết. Anh chị cũng không cần phải lo là cái dịp cận Tết anh chị mua là sẽ bị thiếu hụt về cái phiên bản hay là màu sắc anh chị ưa thích. Và ngoài ra nữa thì tháng 12 là cái thời điểm mà mua xe tốt nhất, do em đã nói là chương trình nó tốt nè, cho nên là các anh chị sẽ đặt hàng nhiều. Và thời điểm nếu mà sau Tết anh chị mua á, thì lúc đó đã không còn xe và chương trình á nó cũng đã hết rồi. Cho nên em giải đáp là trong từ cái tháng mà 12 này vẫn là cái tháng mình mua xe tốt nhất, khi khuyến mãi là giảm rất là nhiều nha anh chị. Và em sẽ nói sơ lược về cái mẫu xe MZS 5 chỗ gầm cao nhập Thái phiên bản cao cấp này. Thì hiện tại xe đang có cái giá bán hấp dẫn nhất, khi mà anh chị nếu lăn bánh tỉnh anh chị, nó chỉ từ có khoảng là 600 triệu thôi, anh chị có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này rồi. Và đặc biệt hơn ở thành phố anh chị lăn bánh đâu đó chỉ tầm có khoảng là 620 triệu thôi nha anh chị. Và những cái điểm mạnh của xe này là tuy là phiên bản cao cấp nhưng mà lăn bánh còn là phiên bản của các hãng khác thôi. Và xe còn được là bảo hành tới 5 năm không giới hạn, cùng với đó là an toàn 5 sao của Đông Nam Á có chứng nhận luôn nha anh chị. Và bên em còn có tặng cái gói cứu hộ cho vòng 5 năm cho mình nữa. Cho nên xét về dịch vụ hậu mãi thì khi mà anh chị sử dụng cái chiếc xe này, về cái tỷ lệ hấu hao anh chị thì nó không quá cao. À, nhiều anh chị có thể nghe xong sẽ thấy là à, cái giá xe này tuy là phiên bản cao cấp sao mà nó hợp lý quá, thì cái option bên trong có cắt gì không. Thì em xin thưa là đây là một mẫu xe thực dụng nhất phân khúc, khi các công nghệ an toàn đều đầy đủ và trong khoang nội thất rất là nhiều tiện nghi để phục vụ anh chị mình. Kể tới đó chính là về phần thiết kế chi tiết đi anh chị. Đây là cái phần mà tắp lô mà nhựa mềm nè anh chị. Xe thì có là cái cruise control, ga tự động đầy đủ. Đèn á là đèn auto on off luôn nha anh chị ơi. Đây, tự động mà nhận diện ánh sáng môi trường để có thể bật đèn lên cho anh chị. Và ngoài ra thì xe có đó chính là màn hình 10 inch nha anh chị. Điều hòa là chỉnh điện nè, có cam 360, có Apple CarPlay, Android Auto. Đây là một cái chức năng mà trong tầm giá này là không có xe nào có luôn nha anh chị ơi. Anh chị phải độ lên, nhưng đây anh chị có thể coi nè, nó có cam 360 zin rồi. Anh chị nào mình sở hữu xe lần đầu á thì nó rất là thực tế luôn. Mình có thể coi được các cái vật thể xung quanh, hoặc là mình dê vào các cái địa hình hẹp mình lái chưa có vững tay á, và mình có thể cân chỉnh cái xe nè để mình đậu sao cho nó đúng nữa. Và tất nhiên là xe là sẽ có là phanh tay điện tử và auto hold thay vì phanh tay cơ như các mẫu xe khác nha anh chị. Thì đây là một chức năng rất là tiện. Nếu anh chị mà muốn sử dụng xe á, mình chỉ cần mà nhấn xuống thôi á là mình nhả phanh tay điện tử ra mình đi, chứ không có cần là phải dùng lực rồi mình đè cái phần là phanh tay cơ xuống. Còn muốn mà khởi động á thì mình chỉ cần móc nhẹ lên, giống như là mình kéo phanh tay cơ lên thôi. Rất là tiện dụng cho nam lẫn nữ mình sử dụng luôn. Còn ngoài ra thì xe nó còn có là tự động dùng auto hold nữa, để khi mà mình dừng đèn đỏ trong thành phố có đông á thì với chức năng này xe sẽ tự động thắng để anh chị nghỉ ngơi chân, rồi khi mình muốn đi á thì mình đạp nhẹ ga để mình ngắt cái tính năng này thôi. Đó là phanh tay điện tử nha anh chị. Và ngoài ra nữa, đó là cái tính năng rất là hay trên xe bên em, đó chính là điều chỉnh vào chế độ lái của vô lăng là ảnh hưởng đến cái lực đánh vô lăng nè anh chị. Vì bên em á là đã là vô lăng chịu lực điện tử nhẹ rồi. Alo 1 2 3 4 vòng thôi. Các hãng khác thì đánh lái 2 vòng, 1.5 vòng thì các anh chị mà mình xoay sở trong phố á, mình quay đầu xe hay mình vào bãi các trung tâm thương mại thì rất là dễ dàng cho những anh chị nào mình sở hữu xe lần đầu, mình lái xe chưa có vững á, thì đây mình có thể là mình chỉnh chế độ u bình anh chị. Chung coi thử mít nào trên xe luôn, chỉnh rất là dễ. Đó, chỉnh vào chế độ này thì cái vô lăng của mình anh chị nó rất là nhẹ. Đây, cực kỳ nhẹ luôn. Anh chị mà mình xoay sở trong phố rất là tiện luôn. Và ngoài ra thì nếu mà mình muốn mà mình chỉnh mà nó vừa á thì anh chị có thể là chỉnh normal này,
bánh này lăng nó sẽ vừa. Còn anh chị nào mà mình đã lái tay lái nặng quen thì có thể chỉnh chế độ này, nó siết chặt vô lăng từ ban đầu, rất là tiện dụng nha anh chị. Và ngoài ra ở phiên bản cao cấp tụi em, đó chính là 6 túi khí, 6 loa và có sở hữu một cái điều đặc biệt á là cửa sổ trời toàn cảnh nha anh chị. Trong phân khúc này thì hiếm có mẫu xe nào mà trang bị cửa sổ trời anh chị, mà ghế da, chỉnh điện đầy đủ giống như là cái phiên bản bên em nữa. Đây. Thì khi mà anh chị mua chiếc này về thì bên em sẽ có tặng thêm cách nhiệt, và đặc biệt em sẽ có cái giải pháp cách nhiệt hoàn toàn 100%, anh chị không cảm thấy là nắng và nóng nha anh chị. Nên là anh chị kết bạn Zalo với em, em sẽ gửi anh chị cái bản tham khảo về giá cả, khuyến mãi, chính sách trả trước vay ngân hàng, cũng như là cái video để cho anh chị thấy được là cái tầm mà cách nhiệt của cái chiếc này. Và cái điểm mạnh của mẫu xe bên em đó là hàng ghế thứ hai anh chị. Với tầm giá này anh chị có một cái chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá trị sử dụng lâu dài khi mà hàng ghế thứ hai lẫn là cái khoảng không gian trong xe nó rất là rộng rãi anh chị. Đây là cái ghế phía trước á, em đã đẩy xuống rồi á, mà cái khoảng cách chân của em nè nó không có bị bó nha anh chị. Em còn duỗi chân thoải mái nữa, em cao 1m74. Và đặc biệt hơn á là hàng ghế thứ hai có hai cổng sạc USB, có cửa gió đầy đủ luôn. Và xe còn được trang bị là lọc bụi siêu mịn BM 2.5, rất là tốt cho sức khỏe mà trẻ em lẫn là người lớn tuổi khi mà mình ngồi trong cái mẫu xe này. Và đặc biệt hơn, nhắc tới người lớn và trẻ em á, thì xe là xài máy 1.5 lít hút khí tự nhiên, có hộp số CVT giả lập 8 cấp. Cho nên là về cái mặt tiết kiệm nhiên liệu lẫn là đi êm ái á, thì khi mà ngồi đô thị hay đi xa, anh chị sẽ không có cảm giác là người phía sau á, là bị say xe hết. Mà cái khoang không gian nó cũng rộng rãi khi có cửa sổ trời thoáng cái phần từ đầu cho tới trần của mình nữa anh chị. Vì hiện tại cái phiên bản cao cấp bên em á, giảm rất là nhiều, cho nên cách với phiên bản tiêu chuẩn đâu đó chỉ từ là 50 triệu thôi anh chị, mà trước đó đang cách nhau là 110 lận. Và với 50 triệu những cái phần option này hoàn toàn đáng để anh chị đổi lên để mình sử dụng lâu dài nha anh chị. Và cái giá bán cực kỳ hợp lý, tại vì giá bên em á, giá niêm yết đã là 638 rồi, và hiện tại nếu lăn bánh á, anh chị lăn bánh còn mềm hơn cả giá niêm yết nữa. Cho nên cái thời điểm này anh chị mua xe nó rất là tốt luôn nha anh chị. Vâng, nếu mình đi gia đình thì mình không thể nào quên được đó chính là về cái phần cốp anh chị. Cốp xe bên em nó rất là rộng rãi và thực dụng. Khi anh chị thấy nè, cái dung tích cốp nó rất là lớn, và khi gặp hàng ghế thứ hai xuống á, là cái dung tích cốp nó lên gần tới là 1.200 lít. Thì lát em sẽ quay cho anh chị xem cái hàng ghế thứ hai. Cho nên mình đi gia đình hoặc là mình đi xa á, là hai bé nằm phía sau thoải mái luôn. Và xe này nó gần nặng gần là 1 tấn 3, cho nên cảm giác lái rất là chắc chắn, không có bị bồng bềnh. Dạ. Và dàn treo lẫn khung gầm con này rất là cứng cáp nha anh chị. Bên em đã thử các cung đường miền Tây và các khách hàng trải nghiệm á, mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ổn. Khi mà đi ở ngoại đô thị á, chỉ từ 4.8 cho tới 5.2 lít trên 100 cây. Còn đi kết hợp chỉ từ là 6 lít đến 6.2 lít. Còn đi đường thành phố sẽ từ 7 đến 10 lít tùy theo cái chân ga của anh chị. Và đây em sẽ quay chi tiết lại để anh chị cảm nhận được cái độ cứng cáp của thân vỏ nè. An toàn 5 sao nha anh chị, rất là cứng cáp luôn. Và về cái phần cửa thì đây là một mẫu xe nhập Thái, cho nên tỷ lệ nội địa hóa rất là cao, lên tới 80-90% cái xe. Đó, anh chị có thể thấy phần rôn cửa cách âm nè, làm rất là kỹ. Và cho tới tiếng đóng cửa nè anh chị, rất là chắc chắn nha. Đó. Và công nghệ an toàn thì tụi em xài công nghệ an toàn của Bosch, của Đức giống như các hãng khác, nhưng mà nhiều hơn để anh chị có thể yên tâm đi. Và đặc biệt các anh chị nào mình ở khu vực núi mà đi đường đèo á, thì sẽ có các công nghệ an toàn giống như là kiểm soát độ bám đường, cân bằng điện tử và kiểm soát phanh ở góc cua, giúp anh chị đi một cái mẫu xe này an toàn nhất có thể. Và khi anh chị sử dụng thì lẫn là gia đình của mình ngồi trên xe sẽ cảm thấy yên tâm và chắc chắn hơn nha anh chị. Về cách âm con này á, thì em đánh giá là rất là tốt trong tầm tiền. Khi mà cách âm môi trường hay là cái khoảng cách âm gầm á, đã được phủ sẵn ở bên Thái rồi, phủ gầm sẵn bên Thái rồi, nên cảm giác đi á, là nó không có quá ồn nha anh chị. Còn nếu anh chị nào kỹ hơn á, mình có thể là thay lớp Michelin để đạt được cái mức cách âm tốt nhất. Và xe á, thì tất nhiên đèn trước đèn sau đều là đèn LED hết, và có cảm biến lùi, camera lùi, cam 360 như hồi nãy em quay. Và cái phần đèn này á, còn có là cân chỉnh góc chiếu nữa nha anh chị. Đèn phía dưới là đèn halogen để anh chị đi các vùng giống như là Lâm Đồng có sương á, thì phá sương tốt hơn. Và hiện tại bên em đang tài trợ vay là từ 85-90% nha anh chị. Anh chị trả trước thấp nhất nếu mình lăn bánh ở tỉnh chỉ từ là 32 triệu, còn nếu ở thành phố trả trước thấp nhất chỉ từ là 46 triệu nếu anh chị hơn 30 tuổi và có thể chứng minh được thu nhập. Còn ngoài ra hỗ trợ chứng minh thu nhập, không thẩm định thực tế, không gọi hỏi viên tư người thân và hồ sơ duyệt trong vòng từ 5 phút thì anh chị sẽ trả trước từ 77 cho tới 93 triệu nha anh chị. 77 triệu là ở khu vực tỉnh, còn 93 triệu sẽ là ở khu vực thành phố. Và số lượng lẫn là thời gian chương trình có hạn, anh chị liên hệ nhanh tay với em để em tư vấn chi tiết hơn về xe cũng như là chương trình khuyến mãi hiện tại nha anh chị.
vì lãi suất hiện tại đang hạ nhiệt và thời gian vay dài, vay được tối đa từ 6 đến 8 năm, cho nên cái phần tiền hàng tháng anh chị sẽ đóng rất là đỡ. Rồi, em xin chào anh chị ạ. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG quận 3 và Gò Vấp. Mọi thông tin anh chị liên hệ với em để em có thể tư vấn kỹ hơn về các khoản giống như là trả trước, tổng lăn bánh, khuyến mãi cũng như là ngân hàng chi tiết hơn để phù hợp với mình nha anh chị. Dạ vâng, đây là phần thân xe của chiếc MG ZS phiên bản cao nha anh chị. Ở phiên bản cao cấp sẽ khác hai bản tiêu chuẩn và giữa, đó chính là nó có mâm 17 inch, được là kết hợp hai màu đen trắng và mâm phay như hình nha anh chị. Xe thì tất nhiên có cảm biến xuất lớp 4 phanh đĩa luôn nha anh chị. Và khoảng sáng gầm xe của xe là nó sẽ tầm khoảng 180mm nha anh chị. Mình gầm cao, mình đi ra địa hình thoải mái hết. Và ở cái phần mà đèn á, nó sẽ là đèn gập điện, chỉnh điện và có đèn báo quẻ LED luôn nha anh chị. Đây là cái nút bấm mà Smart Key á, thì khi anh chị mà có mang chìa khóa mình bấm vào á, thì gương nó sẽ tự động gập lại và xe tự động khóa nha anh chị. Đây là cái cửa sổ trời nè anh chị. Về tổng quan thì cái mẫu xe này rất là thực dụng trong tầm tiền, vì nó an toàn, nó hiện đại và nó phục vụ tối đa cho những cái giá trị mà anh chị bỏ ra. Giá trị sử dụng lâu dài, từ trung bình từ 5 đến 6 năm anh chị không bị lỗi thời, do các option đang được cập nhật mới nhất trên mẫu xe này hết, nên là anh chị thoải mái sử dụng lâu dài nha anh chị. À vâng, ở cuối clip em sẽ bổ sung về các màu sắc của chiếc MG ZS nha anh chị. Cái mẫu em đang quay đây chính là mẫu xe MG ZS phiên bản tiêu chuẩn anh chị, thì đang không có được giảm nhiều như mẫu kia, và hai bản đang cách nhau là từ 50 đến 55 triệu em có đề cập. Thì ở cái phiên bản tiêu chuẩn này em sẽ nói nhanh về những điều khác biệt, đó chính là nó không có cái phần đèn gầm giống như hồi nãy em quay nè anh chị, nhưng đèn phía trước vẫn là đèn full LED nha anh chị. Và cái điểm thứ hai khi mà nhìn vào mình có thể thấy liền á, đó chính là về cái phần mâm anh chị. Mâm của bản tiêu chuẩn á, là mâm 16 inch, mâm mà màu trắng như hình nè. Và ngoài ra á, thì anh chị có thể thấy là xe nó không có cửa sổ trời nha anh chị. Đây, không có cửa sổ trời thì nhìn cái khoang nội thất nó sẽ giống như vậy nè. Và tất nhiên là ghế là chỉnh cơ 6 hướng chứ không phải là chỉnh điện giống như phiên bản cao cấp. Và ở phiên bản cao cấp á, là có cam 360 nha anh chị, còn mẫu này không có. Nhưng mà chung quy lại thì các cái tính năng của bản cao cấp á, thì bản chuẩn vẫn có đủ, giống như ghế da, màn hình nè, rồi ga tự động và phanh tay điện tử, rồi auto horn đầy đủ hết. Xét về chương trình giảm giá thì cái phiên bản cao cấp đang trả thấp hơn phiên bản tiêu chuẩn về cái phần trả góp ngân hàng nha anh chị, vì cái chương trình nó đang giảm là nó sâu hơn. Và bên em thì nó có các màu chủ đạo giống như là màu trắng nè, màu đen và màu đỏ. Thì em đang quay đây là cái mẫu xe màu đỏ cho anh chị xem. Xe sẵn giao ngay nha anh chị ơi. Còn đây là màu trắng nè anh chị. Nếu anh chị có muốn xem cái hình ảnh mà phiên bản cao cấp thực tế màu trắng á, thì anh chị liên hệ với em sẽ gửi hình chi tiết cho anh mình xem. Và nếu mà em tính nhẩm sơ sơ về cái phần mà option của cái phiên bản mà cao cấp nó trên với bản chuẩn mà chỉ với từ khoảng 50 triệu chênh lệch á, thì em thấy trong thời điểm này lấy cái phiên bản cao cấp nó xứng đáng hơn nha anh chị. Giá trị sử dụng lâu dài, không cần độ chế quá nhiều, và hơn về cái an toàn, đó chính là 6 túi khí và 6 loa, còn bản tiêu chuẩn là 2 túi khí 4 loa nha anh chị. Và mọi chi tiết thông tin á, anh chị liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị. Còn đây là thông số của mẫu xe MG ZS nha anh chị. Hiện tại thì bên em sẽ bán bản chuẩn và cao cấp là chủ yếu, tại vì là bản giữa thì option không chênh lệch nhiều. Bản tiêu chuẩn giá niêm yết là 538 và bản cao cấp là giá niêm yết là 638. Thực tế thì cái chi phí lăn bánh hiện tại bản cao cấp nó rất là tốt, cho nên là khi anh chị có nhận được báo giá, anh chị sẽ thấy là nó sẽ tốt hơn cả giá niêm yết nha anh chị. Em chủ yếu sẽ quay cho anh chị xem, đó chính là về cái gọi là công nghệ an toàn có trên là các mẫu xe dòng MG ZS nha anh chị. Em có thể đọc sau đây, đó chính là ổn định thân xe điện tử nè, kiểm soát độ bóng đường, cảm biến áp suất lớp, hệ thống khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô phanh đĩa, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, cũng như là hệ thống báo phanh khẩn cấp nha anh chị. Đó, thì ở cái phiên bản cao cấp này là một mẫu xe đi gia đình thuần và đô thị luôn, cho nên là về cái phần tiêu hao nhiên liệu hay là về an toàn lẫn là các chức năng an toàn, nó sẽ bổ trợ cho anh chị để giúp cho anh chị đi nó an tâm hơn trên cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhập thái này nha anh chị.